Hồng xin chia sẻ đến quý vị một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ong vò vẽ nổi tiếng là loại ong dữ. Nọc độc của nó sau khi vào cơ thể con người sẽ gây ra dị ứng như phù nề, nổi bề đay. Và nặng nhất là sốc phản vệ, có thể làm nạn nhân tử vong nhanh chóng chỉ sau 15 phút. Và mới đây thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ PC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt thành công tổ ong vò vẽ khủng trên cây xanh trong thảo cầm viên để tránh gây nguy hiểm cho bà con khi đến tham quan vui chơi tại đây. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh cận cảnh của lực lượng chức năng xử lý thành công tổ ong vò vẽ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Ban quản lý thảo cầm viên cho biết tổ ong vò vẽ này có đường kính gần 1 mét, ước chừng có 1.000 con làm tổ trên cành cây cao khoảng 30 mét, đã được phát hiện hơn 1 tuần. Xác định đây là loài ong đặc biệt nguy hiểm, nhất là lại nằm trong khu vực có đông người đến tham quan, trong đó có nhiều trẻ em. Nếu tổ ong rớt xuống sẽ rất nguy hiểm nên ban quản lý thảo cầm viên đã thông báo đến cơ quan chức năng nhờ xử lý. Sau khi nhận được đề nghị, PC07 đã điều động các chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến thảo cầm viên để triển khai phương án bắt tổ ong. Trong đêm tối, các chiến sĩ đã mặc đồ bảo hộ lên xe thang để tiếp cận tổ ong vò vẽ và dùng vật lưới bọc tổ ong và đưa xuống đất an toàn. Sau đó, tổ ong vò vẽ này được ban quản lý thảo cầm viên đưa đi xử lý, phục vụ công tác nghiên cứu.